Giá vàng hôm nay mùng 5 tháng 3 chặt đứt chuỗi tuần giảm. Giá vàng hôm nay ngày mùng 5 tháng 3, vàng thế giới chặt đứt chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp và kết thúc trên mức 1.850 USD trên ounce trong nước và vàng tăng nhẹ. Thời gian gần đây, giá vàng trong nước liên tục giằng co, tăng, giảm. Rạng sáng ngày hôm nay, vàng tăng nhẹ, hiện tại giá vàng kim loại quý trong nước đang được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang có mức giá là 66,2 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra là 66,9 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá vàng thương hiệu Doji tại thành phố Hà Nội đang được niêm yết ở mức giá 66,15 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,8 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào thấp hơn 50.000 đồng nhưng bán ra ở mức tương tự như ở mức khu vực Hà Nội. Giá vàng Phú Quý SJC đang niêm yết ở mức giá 66,15 triệu đồng trên lượng mua vào và bán ra là 66,8 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng Vietinbank Gold đang thu mua với mức 66,1 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 66,82 triệu đồng trên lượng. Nhận định giá vàng thế giới, kết thúc tuần giao dịch, thị trường vàng đã có tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần giảm liên tiếp. Các nhà phân tích cho rằng kim loại quý giờ đây sẽ được định hướng dựa vào phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell và báo cáo về việc làm tháng 2 trong tuần tới. Sau khi kiểm tra mức thấp nhất ở mức 1.810 USD trên ounce, vàng đã quay trở lại phạm vi giữa 1.800 USD trên ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 trên sàn COMEX kết thúc tuần ở mức 1.861,4 trên ounce, tăng 43,7 USD trong tuần. Nhà phân tích thị trường cao cấp Edward Moyer của OADA nói, tôi rất ấn tượng với các hoạt động của vàng, đặc biệt là khi bạn nhìn vào lãi suất với lãi suất kỳ hạn 10 năm trên 4%. Tuần tới sẽ khá hoang mang vì lời nói có phần cứng rắn của ông Powell. Và điều đó có thể khiến giá vàng trong nửa tuần tới giảm. Theo các chuyên gia này, mỗi diễn biến có thể đẩy giá vàng lên cao hơn là sự điều chỉnh giảm đối với các báo cáo việc làm mạnh mẽ của tháng 1. Chúng ta có thể có một sự điều chỉnh giảm giá đáng kể. Mức 517.000 việc làm được ghi nhận trong tháng 1 có thể được điều chỉnh giảm. Con số tháng 2 cũng có thể thấp hơn dự báo. Chiến lược gia thị trường cao cấp Frank Charlie của RGO Filter nói rằng đà tăng mạnh của vàng đầu năm nay đã bị đảo ngược khi thị trường đón nhận tin tức về việc làm trong tháng 1. Báo cáo việc làm mạnh mẽ cũng với những dữ liệu lạm phát như chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số sản xuất PPI và doanh số bán lẻ đều ủng hộ khả năng Fed phải tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới dài hơn. Tất cả đã gây áp lực lên vàng. Charlie chỉ ra rằng thị trường vàng tiếp tục có xu hướng đi xuống cho đến khi chạm mức 1.810 USD trên ounce, chung với đường trung bình 200 ngày của kim loại này. Tại thời điểm đó, vàng đã bật lên, thị trường có thể củng cố. Và ở đây, củng cố đây là chờ định hướng, nhưng có lẽ vàng đã tìm thấy đáy. Giá trị của vàng nằm trong khoảng từ 1.800 đến 1.825 USD trên ounce, Charlie lưu ý. Một khi vàng có thể đóng cửa ở trên mức 1.860 USD trên ounce, lực mua sẽ tăng cao hơn. Charlie cho rằng nếu vàng kết thúc tuần trên mức 1.880 USD trên ounce, mức 1.900 USD trên ounce sẽ được chinh phục. Hướng đi của vàng sẽ là phụ thuộc vào các dữ liệu công bố trong hai tuần tới, bao gồm số lượng việc làm và sau đó là CPI và PPI. Nếu chúng ta tiếp tục rằng Fed sẽ tích cực tăng lãi suất, vàng sẽ quay trở lại kiểm tra mức thấp nhất của tuần trước. Moya nói thêm rằng mức kháng cự của vàng là 1.880 USD trên ounce và mức hỗ trợ là 1.820 USD trên ounce. Trong ngắn hạn, cũng giống như Fed, vàng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các dữ liệu tới đây. Bảng lương phi công nông nghiệp, CPI và PPI sẽ rất quan trọng trong hướng đi của lãi suất và kim loại quý. Nếu dữ liệu cao hơn thì thật khó có thể vàng sẽ tăng cao hơn.
với giá vàng trong nước tăng nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1.856,5 USD trên ounce, tương đương gần 53,4 triệu đồng trên lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế, phí, chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới hiện đang ở mức 13 triệu đồng trên lượng.